trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được mời bước lên trên ban vị đạt giải C, đó là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và Cơ quan Thành đoàn Hà Nội. Xin trân trọng kính mời. Xin được cảm ơn anh chị. Chúng ta còn 3 đơn vị và trong đó thì có 1 giải A và 2 giải B. Hồng Hương xin được giải B. Giải nhất, đơn vị còn lại đó là Sở Xây dựng. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật rộn rã và nhiều tràng pháo tay ạ. Xin mời đồng chí Hạnh và đồng chí Toàn cùng lưu giữ bức ảnh lưu niệm đầy ý nghĩa này. Kính thưa quý vị, và vừa rồi thì những phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, Liên Hoan các nhóm tuyên truyền các Khuc Cách Mạng lần thứ 4 năm 2013 cũng đang diễn ra và thành công tốt đẹp bởi sự ủng hộ của tất cả quý vị anh chị và đặc biệt là sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên dành cho những tiết mục biểu diễn của các đơn vị trên sân khấu này. Thay cho lời kết thúc chương trình, chúc Hồng Hương xin được thay mặt cho ban tổ chức trân trọng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến các vị đại biểu, quý vị khách quý, các bạn đoàn viên thanh niên đã có mặt tại đây cùng tham dự buổi liên hoan ngày hôm nay để mang đến thành công chương trình, và hy vọng rằng từ đây phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của tất cả